Hey, hello chào các bạn nghe. Mình nuôi lươn thử nghiệm là cái video tiếp của mình. Mình cũng chia sẻ với các bạn cái mực nước nuôi lươn của mình đây á, là mình nuôi lươn ở bộ size 1.000, hiện tại bây giờ đúng 10 ngày là nó lên size 500 rồi các bạn. Cái hồ của mình diện tích là 1,5 m nhân 3,5 m. Mình bơm theo cái chuồng của mình á, từ trên xuống dưới cái độ lài độ dốc á, thì các bạn những cái chuồng heo cũ á, là nó thiết kế á, cái đầu trên là một, cái đầu dưới âm 3 hoặc 4 cm á, là nó có cỡ 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 2 hoặc 2 lóng tay mình à, để khi mình vệ sinh chuồng á, mình bơm cho nó là nước nó rút về một cái điểm cuối cùng là nó về đây tập kết, là nó rút. Nuôi heo nuôi con gì cũng vậy các bạn, mình tận dụng cái chuồng heo đi mình làm. Thì đó, ở dưới ở mực nước của mình ở dưới này nè là nó 3 lóng tay, là ở đầu mí trên đó là nó giáp mí đó. Hiện tại mình đang nuôi là 500 con lươn thử nghiệm, là em mình bắt cái size 1.000 nha các bạn, rồi mình nuôi đúng tuần lễ này. Hiện tại là cái con lươn của mình đó, nó đang vô cái size là 500 con vô ký rồi đó các bạn. Mà mình thấy bệnh tật nhiều mình không thấy, nhưng mà mình cũng chia sẻ luôn là cái diện tích của chuồng mình á, mình hốt 2 cái nhám muối, nhưng nói chung mấy chén ăn cơm của mình đó các bạn, mình hốt nửa chén muối đó đó, mình quăng 4 gốc, đây 1 gốc, đó 1 gốc, 2 gốc này nhiều hơn, 2 gốc này nhiều hơn, mình quăng 4 gốc, mình ngâm cho nó nửa tiếng đồng hồ. À, các bạn biết làm sao không? Mình ngâm này đó, mục đích đó, mình diệt khuẩn theo cái kiểu là tự nhiên là nấm thi mi các bạn. Mình sợ những con lươn nó bị bệnh đó, nấm về da, nấm trên mang đu hết cả, nó bệnh đó các bạn. Mình chia sẻ, mình coi những người đi trước, thứ nhất là xài thuốc thủy sản, còn mình giờ mới tập sự luôn, mình lưu ý các bạn luôn. Mình làm muối thì có anh em chia sẻ thôi, mình chơi muối, mình lấy muối muối cục của mình đó các bạn, muối cục là muối biển á, muối cục có ra ngoài chợ mình mua, chị ơi bán cho em bịch muối cục hình như có 3 hay 5 ngàn, 7 8 ngàn bịch gì đó các bạn. Hoặc là không, bà các bạn mua mấy 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 người chạy xe mà đi mua muối cục á, bán muối cục bán táo bán ký gì đó tùm lum á, các bạn mua nó rẻ. Thì mình cũng chia sẻ luôn, nuôi trong 1 tháng á, mình phân bố định kỳ cứ 1 tuần lễ đi, ngày nào rảnh á, cứ 1 tuần lễ là 4 ngày chủ nhật á, thì mình hoặc là 4 ngày thứ bảy á, mình sắp xếp làm sao á, cứ 1 tuần á, mình vệ sinh cho mình. Nuôi lươn từ cái lúc đầu á, tới lúc đuôi, cái kết cục của thành phẩm á, cứ 1 tuần thì các bạn cho mình á, là nửa chén muối. Hiện tại là cái mực nước của mình nó thấp, mình hiện tại mình sử dụng nửa chén muối á, mình đẩy 4 gốc đều, 4 gốc thường thường 4 gốc vi khuẩn, 4 gốc này nè, 4 gốc này vi khuẩn rất là nhiều, chỗ này vi khuẩn rất là nhiều nè, thì hai ngày hoặc 3 ngày các bạn đổi giá thể này, lấy cái giá thể mới xuống, đem xuống thả xuống là ok. Còn ba bốn các bạn làm gì cũng phải siêng năng, phải kiên trì nha các bạn, chứ nhiều khi các bạn làm biếng á cũng được, nhưng mà không, nó nguy hiểm lắm, tại vì có mình nuôi có mật độ dày chứ không phải mình nuôi 1 2 3 con. Khi mà các bạn làm kinh tế thì các bạn nên tập trung làm, chịu siêng chịu khó chút xíu để con lươn ít bệnh. Thì con lươn ở đa số nó bị bệnh là nấm thi mi, bỏ ăn là do bị táo bón ăn uống, rồi do bị bệnh, nó bị bệnh phù đầu, bị bệnh lở loét, là đa số là thứ nhất là nguồn nước là mình phải thay nước. Mình nuôi mật độ dày á, mình phải thay nước là ngày 2 lần, mật độ thưa thì mình thay có ngày 1 lần 2 lần, mật độ dày á mà nuôi thì mình có thể là 2 lần 3 lần. Thứ hai mình cho ăn á, khi mà lúc đầu mình thảy vô cho ăn ha, mình chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ sau mình quay lại là những cái con lươn nó không có còn ăn nữa rồi, mình vét những cái thức ăn thừa đi, mình bỏ cho cá nó ăn, thảy ra ngoài ra mương mình cho cá nó ăn, chứ mình để vậy phải không, cái thức ăn của mình á nó rã ra phải không, nó rã nó hòa tan theo nước á, con lươn mình nó hấp thụ trên mang, nó thở á, là mình đó là loại lưỡng cư, nó thở bằng mang á, là rồi con thức ăn trùng quế á,
là nó có mùi tanh này kia nó thở vô thì nó sẽ bị nấm vi sinh, là đa số là 99% là bị nấm thủy mi, bị con vi khuẩn nó xâm nhập, là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con lươn, là mình nuôi con lươn nó không phát triển mà nó bệnh, rồi tự dần dần nó si ba chao và nó chết đó các bạn. Thì mình cũng chia sẻ, mình cũng mới làm luôn, mình cũng nghiên cứu luôn. Ai làm gì làm mình không biết, chứ bất cứ mình nuôi con gì á, mình cứ 1 tháng á, mình cho quy ra định kỳ là 4 tuần 1 lần, ý là 1 tuần 4 lần, 1 tháng 4 lần trong tuần để mình diệt nấm mốc mình này kia, mình cũng chia sẻ các bạn luôn. Các bạn thấy không, hồi sáng á, mình nguyên cái chuồng này nè, mình lấy cái cây lau nhà các bạn, mình vệ sinh đáy, xung quanh đáy, rồi bắt đầu thay nguyên xung quanh thành bể, mình chưa thay nước nha các bạn. Lúc đó mình hiện tại giống như vậy nè, mình vệ sinh hết đi, mình chà cày rửa hết trên đi, là ba cái nhờn các bạn, mình bước vô một cái là mình dám giật té luôn, cái nhờn cái nhớt của con lươn, như nhiều khi có nấm vi khuẩn vậy đó, các bạn chà hết xong đó, lúc đó các bạn bơm nước vô á, lúc là nước có bắt đầu nó sẽ quay lưng chuyển, nó xoay nè, bắt đầu mình rút ống xả này, mình cứ xả đều 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 đều, mình thấy nước nhiều quá thì mình tắt nước, mình xả cho nó rút có tỷ lệ còn cái cần 10-20% nước đó, mình hãy bơm tiếp vô, mình xả làm sao mà cho nó sạch hết cái này, rồi xong mình chặn lại cái này rồi là xong một cái quá trình là thay nước cho lươn. Rồi mình hiện tại mình đang ngâm nửa cái chén muối trên cái hồ size 500 con nè các bạn, size 500, size là 500 con trên là cái size 500 kg trên 500 con á các bạn, 500 con trên 1 kg á. Hiện tại bây giờ là mình bắt là nó nuôi từ cái size mà nhỏ nhỏ, giờ hiện tại là 500 con trên 1 kg á. Hiện tại cái đống này của mình trên 1 kg mấy rồi, nuôi lẹ lắm á các bạn ơi. Đó, không có gì khó thôi các bạn chịu khó, các bạn tìm tòi học hỏi coi những cái người đi trước em làm. Hiện tại thì mình dân tay ngang mình làm những video của mình làm á cho các bạn coi, mình chia sẻ hết tận tình luôn á các bạn. Mình nãy giờ mình một cái chén muối có một cái chén ăn cơm của mình á, mình cho nửa chén tại lý do là cái size 500 con, cái mực nước mình nó rất là thấp, nó chỉ có nhiêu đây thôi, hai lóng tay mình ở trên kia dắp mí xuống đây chứ có hai lóng tay rưỡi, cho 3 lóng tay luôn là hết mát. Mình cho cái nồng độ là nửa chén muối mình ngâm trong vòng nửa tiếng, 45 phút 1 tiếng cũng được, rồi sau đó mình sẽ bơm nước mới vô, rồi mà vừa bơm vừa xả các bạn. Lúc đó là mình tắm cho mình, hiện tại là mình đang tắm muối cho lươn á, mình gọi là mình sát chủng sát trùng nấm trên da lươn, trên cái cơ thể của lươn mình đang tắm muối cho nó đó các bạn, giống như mình đi biển, mình đi tắm biển gọi là mình tắm cơ thể, tắm toàn thân toàn cơ thể đó các bạn. Đó thì các bạn cứ làm theo mình đi, cứ 1 tháng các bạn định kỳ 4 lần cho mình, cứ cuối tuần mình làm cho mình, nếu mà các bạn xuyên xuyên ấy, thì các bạn làm năm một tờ 1 tháng 5 lần là tốt, nó không có gì hết. Cái nước muối của mình nó gọi là mình ngâm mình rửa sát trùng khuẩn, thứ nhất là hô hấp rồi mang rồi bệnh da rồi bệnh gì nói chung là ký sinh trùng gì đó, thì cái vấn đề đó thì cứ làm cho mình vậy. Rồi cái vấn đề cho ăn uống á thì mình cũng tay ngang gạch kệ các bạn, mình chỉ quay làm chơi thôi, các bạn chỉ coi theo dõi mình thôi. Thức ăn công nghiệp của mình có rồi đó nè, mình ra mình mua C nè đó, thấy không, mình mua men tiêu hóa nè, còn đại gì đi đó, men tiêu hóa đó nè. Hiện tại nè mình đang trùng quế nè các bạn, trùng quế nè đó, trùng quế mình nuôi mật độ nhiều ít thì mình cho ăn phù hợp thôi. Hiện tại mình đang nuôi 500 con trùng quế này, hiện tại là cái lóng vật cái ngón chân cái của mình á là gấp 4, là 4 cục bằng ngón chân cái mình gấp 4 cục, 500 con size 500. Mình cho nhóm nhóm thức ăn này nè các bạn, thức ăn này của mình á, các bạn trước mình cho thêm chừng 2-3 muỗng, nói chung mình cho chừng 2-3 nắp C2 nước uống tinh khiết của mình nữa các bạn, nước uống là vi hay gì á, cái hiệu mà nước uống gì á, các bạn cho hai hai nắp cho mà 2 hoặc 3 nắp cho mình á, bạn cho trong cái thức ăn á nha,
cho thức ăn mình nó nở ra, để cho 15 đến 20 phút cho thức ăn mình nó nở hết, nó nở hết trơn luôn á. Rồi cái chung, bắt đầu mình mới bỏ chung quế vô đây nè, mình trộn với nhau. Rồi mình gắt ha, mình gắt cái thuốc này là men tiêu hóa nè, 20 ngàn bịch nè. Là thuốc những gì vitamin C là nó có những cái hàm lượng nè các bạn. Nè. Máy mình nó hơi quắp nè đó. Nè các bạn nghe vậy cái hiệu nè, mình cho đây, mình cho vô. Rồi mình gà mình cứ gãi gắt vô, dạng là mình rưới dạng như mình rưới phun sương á các bạn, mình rưới đều thôi. Nói chung mình ngày nào mình cũng cho ăn, chứ mình cứ rưới ít ít thôi, không cần là phải nhiều hay đậm đặc đâu. Mình cứ áo phun sương cho nó giống như mình cầm cái chai xịt nước cái đó, mình để đây mình xịt 1, xịt 2, xịt 3, xịt là được rồi. Tại vì con lươn mới lớn của mình á, đa số là nó ăn trùng quế. Hiện tại mình đang tập size 1000 lên size 500 á. Mình dâng tay ngang nè, mình dám bắt mấy con lươn nhỏ nhỏ về mình chơi luôn nè đó. Là cái này nè. Mình hiện tại mình đang trộn rồi nè, mình cho cái mấy cái trùng quế của mình đang ngâm tủ đông á các bạn, mình đưa ra nè, mình đang nè, thực sự mình chưa cho ăn nha. Tại vì mình đang tắm cho con lươn á. Mình ngưng cho ăn, mình đang hiện tại thì mình đang ngâm thức ăn này nè, để nửa tiếng đồng hồ sau đó mình mới cho ăn. Mình quay cho các bạn coi đó. Giờ mình đang tắm cho lươn, hiện tại là cái lươn của mình tắm nửa nửa chén muối rồi đó các bạn. Giờ chỉ mình tắm thôi, chút xíu nữa chỉ cần mình bật máy bơm lên mình xịt 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 đây nữa, là mình vừa rút hộ cái là mình xả cái nước muối này đi, mình xả bỏ đi, thì lúc đó là cái nước mới của mình đang vô, nước cũ mình đang vừa xả xong xuôi. Rồi đợi nửa tiếng đồng hồ sau là cái thức ăn của mình á, mình đã ướn lượng xong rồi đó. Rồi mình cứ để cho yên lặng khoảng tầm 20 phút đến 30 phút, khoảng tiếng đồng hồ sau bắt đầu mình cho ăn, tiến hành là hiện tại là 5 giờ chiều buổi chiều mà nè, 5 giờ sớm, tại vì ngày sáng ngày hôm nay mình bỏ cứ buổi sáng lý do không trời mưa. Cái chuồng của mình nè, nửa ngoài trời nửa ngoài nắng nè các bạn. Bạn biết tại sao không? Nửa cái nắng của mình biết làm gì không? Cái nắng của mình á gọi xuống á nóng, nhiệt độ 27 đến 30 độ C á là nó sẽ diệt một số mầm bệnh vi khuẩn nấm này kia. Chứ mình đừng làm trong mát nha các bạn. Vi khuẩn nó không có bao giờ thích nắng, thích nóng. Nó chỉ khoái mưa, trời lạnh, trời là này kia đó. Thì các bạn coi những cái kênh, những cái người trước á, thì các bạn thấy. Mình cũng khuyên các bạn luôn, cứ cho ăn một ngày, hai ngày gì đó. Các bạn chịu khó cầm cái cây lau nhà của mình á, lau cho mình cái đáy cho mình với cái mấy thành này nè, lau cho mình sạch sẽ đi, cái bệnh nấm nó cũng đỡ lắm. Rồi cứ một tuần mình cho muối một lần, sát trùng những cái vòng rồi nè. Còn cái này nè, cứ 2 ngày 3 ngày các bạn đổi cái giá thể mới đi. Cái giá thể mới á đổi. Lấy cái giá lấy cái cuộn ni lông mới bỏ vô xong. Rồi bắt đầu các bạn lấy cái cuộn ni lông cũ lấy lên. Con lươn nằm trong lông cũ nó rớt cái cuộn ni lông mới rồi nó trốn vô. Con lươn nó kiếm chỗ nào nó kín đáo nó trốn, chứ nó không phải nó chạy tưng vòng này. Các bạn lấy giá thể mới bỏ vô. Rút cái giá thể cũ bỏ đi, đem đi ra vệ sinh giặt giũ xong phơi khô, ngâm nước muối cho mình ngon lành cành đào. Rồi còn không các bạn mua Cityland gì đó, như anh em nói đó thì các bạn ngâm, còn không ngâm thì ngâm nước muối cho mình. Mình giờ mình ngâm mình bỏ qua đêm đi, mật cho mà cho nồng độ nước mưa trong cái một cái thùng bê á, các bạn bỏ dục chổng đi, các bạn bỏ một chén muối dục chổng đi, bỏ ngày bữa trước bỏ ngày bữa hôm sau là cái dây ni lông mình không có còn con quỷ nữa hết. Rồi đem ra các bạn ra dùng nước sạch, bạn rửa sạch rồi xong các bạn đem vô đổi gì cái này, cái dây này mình cũng vẫn được, ok không là vấn đề. Rồi video của mình tới đây mình tạm ngừng nha các bạn, mình vừa làm vừa chơi luôn nè các bạn ơi, nói gì chứ nè đó, làm văn nghệ mà cũng chơi văn nghệ luôn nè các bạn không đó. Mình vừa làm á, vừa chơi, mình quay cho các bạn coi thôi, mời mấy các bạn anh em ăn xài nha. Xài tứ quý chấm với muối ớt nè, đó mình đang làm hiện tại 4-5 giờ mình về làm nè, chia sẻ thôi. Các bạn thấy bên nè. Mình đang nè. Mình nhìn tay ngang á. Bắt con này á
2-3 triệu tiền con size 1.000 nè, chơi luôn nè. Cái hồ này hồ lắng nè, mà mai mốt á, mình chơi luôn, mình chơi luôn hồ này làm hồ luôn đẻ luôn nè. Rồi ở đây nè, ở đây là mình mới vừa đào nè, mình đang chuẩn bị, mình ương lươn đẻ nè, chuẩn bị mình bắt lươn bố mẹ về mình làm lươn đẻ nè. Cái diện tích bề ngang 2 mét, bề dài 5,5 mét nè đó, từ vị trí này với vị trí này là 2 mét, 2,2 mét gì đó, đổ dài qua tới vị trí này á, là bao nhiêu coi, một một mét 2 mét, 3-4 mét, cũng 6 mét, 6,2 mét gì đó, nói chung là 6,5 mét ngang 2,5 mét đó các bạn. Mình cũng tính đang làm nè. Các bạn coi cái video, cái YouTube của anh Danh nuôi lươn không bùng mà chơi cho anh cái mô hình làm cái chậu C30 C13 các bạn, chậu bự á, mình đang triển khai mình làm cái theo cái hướng đó, thì các bạn có theo dõi nha. Hiện tại mình đang ngâm cái hồ này, mà hiện tại mình ngâm được 2 ngày rồi nè. Mình ngâm ba cái bạc cho mình, cái bạc này nè nó có hóa chất với ba cái keo đó các bạn, mình ngâm cho 2-3 ngày để cho nó bỏ ba cái hóa chất, với một phần đó mình cũng ngâm để mình kiểm tra được cái ống của mình ghim lên ghim xuống có ra vô, là cái vấn đề nó có bị gọi là gì, nó hao hụt nước không á. Mình kiểm tra 2-3 ngày, nếu mà có trục trặc cái gì á, thì mình kiểm tra, là do cái chỗ cái đầu này chứ mình hiện tại mình đang ngâm 2 ngày, hôm nay mình thấy nó ok rồi, thì đầu tháng 6 của mình, đầu tháng 6 năm 2021 của mình sẽ bắt lươn bố mẹ mình về mình nuôi. Thì các bạn coi, các bạn đón theo dõi nha. Mình cũng chơi á, mình không có gì hết. Đây nè, ở đây là một cái hồ lươn bố mẹ sinh sản thử nghiệm nè, hồ số 1. Đây là hồ số 2. Mình cái hồ này mình đang dự tính là cái hồ gọi là cái hồ để mình hồ lắng á, nhưng mà mình chơi luôn, mình chơi 2 hồ luôn, mình đi trực tiếp chứ cái nước từ cái hồ lên nè. Cái hồ này hồ nuôi cá của mình đây nè, mình thấy nó cũng không có gì cho các bạn ơi, đa số chỉ bệnh nấm thủy mi này kia, nấm thủy mi với bệnh vi sinh với bệnh nổi đầu thôi, là do thứ nhất là ăn uống, thứ hai nguồn nước á, mà nguồn nước của mình thấy cũng không có bình không có gì bình thường nhá. Quan trọng là các bạn vệ sinh hồ sạch sẽ, và 4 bước cho mình ha. Ăn uống thứ nhất 2-3 ngày trà, vệ sinh chuồng trại và tiêu độc khử trùng, sử dụng nước muối 1 tháng 4 lần, ngâm tắm cho lươn, và như vậy thôi. Mình thấy làm đó, mình cũng chia sẻ luôn nha, các bạn nó theo dõi mình nha. Con nào mà nó bệnh đau hơn hết các kiểu rồi đó, mình cũng quay lên cho các bạn coi là nguyên do này kia đó. Hiện tại mình tắm cho lưng cũng gần xong rồi đó, mình chuẩn bị cho nước. Video của mình tới đây mình tạm ngưng nha các bạn. Rồi mời các bạn ăn xài nha, mình vừa làm vừa chơi nè các bạn á, các bạn cứ hãy thứ theo mình đi. Mình cũng chia sẻ luôn, nuôi lươn nhanh mau lớn á, các bạn cho ăn nó 3 cử theo cái tỷ lệ là 2-3-1, 2-1-3, sáng 5 giờ thay nước xong xuôi sạch sẽ, nửa tiếng sau cho nó ăn tỷ lệ 2, rồi buổi trưa về á, mình cho ăn dặm tỷ lệ 1. Và các bạn biết không, cái tỷ lệ ăn dặm á, mình gọi là cái gì ta, những có con lươn mà ăn buổi sáng nó ăn á, nó dành á, rồi những con lươn sau nó ăn ít á, rồi giấc trưa nó đói đói, mình phải cho ăn dặm tỷ lệ 2-1-3, rồi buổi chiều á, 5 giờ 3 giờ thay nước, 4 5 giờ 5 6 giờ thì mình cho ăn á, thì tỷ lệ 3. Rồi các bạn biết cái gì, 2-1-3 là mình nuôi con lươn rất là mau lớn. Là vì mình đã từng nuôi heo rồi, mình cho ăn theo cái lệ 2-1-3 là nuôi lươn rất là lẹ mau lớn, chứ không phải là cho ăn sáng rồi xong cho ăn chiều. Nhiều khi những con ăn sáng những con nó dành ăn rồi đó, con ăn chiều quá, ăn trưa chứ cái tiên một á, ăn trưa á những kỳ nó đói, rồi những con ăn sáng nó dành ăn hết trơn rồi, cái kiểu chiều bắt đầu đó nó dành ăn hết, rốt cuộc là những cái con nhỏ nhỏ kích cỡ nó yếu á các bạn, nó ăn ít,
Rồi những con khác nó dành ăn, rốt cuộc là nó cái con kia thì to như con heo, rồi con kia thì nó nhỏ như con thỏ. Đâm ra là con lươn mình kích cỡ size nó không có đồng nhất và nó không có đồng đều, mà nó tỷ lệ nó ha nó chênh lệch rất là cao. Theo cái mình nuôi chăn nuôi thì xưa như mình bố trí theo cái tỷ lệ nuôi thì là sáng á, ví dụ ơi mình cho một, ví dụ 1 ký thức ăn ha, mình cho một bình quân 1 ngày 1 ký thức ăn đi ha, mình chia theo tỷ lệ 2:3:1 á, vậy á buổi sáng cho 30% hoặc 40%, buổi trưa mình cho 20%, buổi chiều cho 40% hoặc 60%, phải không? Nó chạy ra 120% đó. Nếu mình cho tính theo cái kiểu mà 20%, 120% đi, các bạn sáng cho ăn 40, chiều các bạn ăn cho 20 và buổi tối các bạn cho ăn 60 là nó sẽ hợp lý. Thay vì mình tính 100% thì nó vậy đó. Mình cho 1 ký 2 đi, ví dụ mình cho thức ăn 1 ký 2 á, thì buổi sáng mình cho ăn là 400 g, buổi trưa mình cho ăn 200 g, buổi chiều ăn cho 600 g là ok. Đặng lương của bạn là nó phát triển đồng đều và ngon lành cành đào. Các bạn nhớ nha. Cho trùng quế nè, thức ăn à, men vi sinh nè, cái men tiêu hóa nè, ấy là men vi sinh là gì ta, C dinh dưỡng nè, men tiêu hóa nè, trong một cái đống thức ăn này, ví dụ đi bạn thêm cho mình miếng muối cục nữa các bạn, hiểu không? Mình thêm có đậm đà khẩu vị với các bạn, nó đường ruột của mình nó sẽ ngon hơn, hay hơn. Nhiều khi anh em không có chia sẻ chứ mình giờ tự nhiên mình làm, nhiều khi mình cũng chia sẻ bản thân mình đó. Làm mình chỉ thấy cái muối cục rồi nó đã sát khuẩn ngoài da tiếng da, mà nó cũng có hay trong cái đường ruột nữa các bạn. Mình chia sẻ luôn. Các bạn cứ cho thêm hiện tại nuôi nhỏ hay tôi nhiều, các bạn cho cái lượng muối cục tỷ lệ thấp thôi, ví dụ là 1 ký hoặc 100 g gì đó, các bạn cho chừng nhiêu đây thôi, nhiêu đây cục mới cục thôi, nhỏ thôi không cần nhiều, nhỏ lông tay thôi, các bạn cho vô hòa tan đánh đều hết, nó ăn mình thấy nó vệ sinh được cái đường ruột nó rất là hay đó. Mình chỉ chia sẻ vậy thôi nha các bạn. Rồi video của mình đến đây đã hết nè, thì giờ bắt đầu bây giờ là nãy giờ mình ngâm cái hồ lươn của mình á, nãy giờ cũng khoảng là gần 10 20 phút rồi đó. Rồi bây giờ mình bơm nước, mình bấm nước vô để mình ghim dầu vô các bạn ơi. Đây nãy giờ mình ngâm cũng 20-30 phút rồi đó, giờ mình bơm nước dồi, mình bơm nước dưới hồ lên luôn á các bạn, mình chẳng xử lý con quỷ gì hết luôn, chơi luôn, chơi lại đi, tại vì mình đã xử lý cái vấn đề đầu tiên là gì ta, nước nước muối rồi. Giờ mình bơm bơm đi để mình kéo kéo ra các bạn ơi. Con lươn nằm dưới đây nè, mình ra hiện nãy giờ nãy cũng tắm nó, nãy giờ cũng khoảng là 20 phút rồi. Mình phải thay nước nha các bạn. Mình không thay nước á con lươn nó bị tụt, nó bị tụt nhất à. Mình tắm cho nó chừng 15 20 phút rồi được rồi, mình thay nước, giờ mình rút nữa các bạn. Đó. Mình đang cúp nước đó các bạn, giờ mình bơm nước, mình đi anh kiểm tra đây, bơm nước sông hay nước hồ đây, tại vì nhà mình á mình đang bơm cái nước hồ này nè, bơm mình tưới cây, nhưng mà mình đi kiểm tra lại coi là bơm nước hồ nước sông đây, cái ống nước này mình đi nước sông, ống nước này đi nước hồ nè các bạn. Đây giờ mình đang vô bơm nước hồ rồi các bạn, khỏi qua xử lý con quỷ gì hết, nước hộ mình nó cũng sạch rồi, nhưng mình đi bơm cho các bạn coi. Rồi mình bơm này xong khoảng nửa tiếng đồng hồ sau là mình cho lượng ăn bình thường, bình thường như cũng đang dính không lạnh, mình tự làm các bạn, bơm rồi đây các bạn dầm nha, bơm nước nha các bạn, bơm nước tắm nước cho lươn hết các kiểu luôn.
mình xịt lên đây luôn các bạn, mình xịt lên đây nè, nãy là muối á, cái muối ngay ở chỗ quý mình xịt ở nhà mình thả đây nè, mình giờ mình bơm lên luôn nè các bạn, bơm vậy là biết làm sao không, cho cái nước nó xay nè các bạn. Đó. Nè bắt đầu cặn bở rồi, nó xì vòng xì vòng lên, mình đang rút nè các bạn. Mình đang hiện sử dụng 2 năm lương của mình đang như 200 á. Đó, hiện nãy giờ nãy là đang cắm lương xong rồi đó, giờ mình bơm nước vô là nước muối của mình nó sao lỏng đi rồi đó. Rồi mình bơm mình dầm dầm đó cái rồi mình tắt nước nè. Là nước bắt đầu nó rút mà các bạn. Bơm cho bơm mình chủ yếu là mình mục đích của mình bơm á, mình đẩy ba cái cặn, ba cái vi khuẩn gì đó, mình đẩy cho một cái dòng xoáy nước có thủy triều à, các bạn thấy không nè. Đó, nó xoáy những cái cặn bã là nó gom về gốc đây. Rồi mình hút ở đây này xuống, hút ở đây xuống hết nè. Rồi ba nước muối nước này kia mình mới tắm cho lương rồi đó, nửa tiếng mà 15 20 phút rồi đó. Giờ mình xả nước nó đi. Đó. Mình xả ở đây á, mình xả nước cho mình á, nó thấp tới cái vừa bằng lóng tay cho mình á, thấp cạn xuống, đừng có mình đừng có xả hết nước quá nha các bạn, xả hết nước quá thì nó cũng không có gì hết, nhưng mà mình đừng xả hết nước quá để mình bơm tiếp mà nữa. Mình xả chủ yếu là mình xả cái cặn á các bạn, cái cặn rồi mà nó ăn uống nó tiêu, nó ăn uống nó tiêu, nó ị đái tè tùm lum đó, nó nằm chú ý là nó dơ nè các bạn, xả sạch quá là những cái chỗ này nè nó còn sót cặn nè đó các bạn. Như mình là mình đang giờ mình đang xả nước muối ra đó, mình bỏ đó, mình cho nó rút xuống nữa chừng khoảng 5 phút 10 phút nữa bắt đầu nó sẽ rút nè, tại vì mình cái lỗ này nó thoát chậm đó, mình đang thay nước muối các bạn, giờ mình xả ra mình ngâm xong đó thì các bạn thấy nha. Rồi xả xong độ khoảng giờ hiện tại cũng 5 giờ đó, cũng 6 giờ rưỡi 7 giờ rồi đó các bạn, bây giờ cho ăn, nhưng mà mình cho ăn luôn biết không, nãy giờ mình thức ăn của mình đã hơn nửa tiếng rồi, mấy cục thức ăn của mình nó nở hết trơn rồi, bắt đầu mình đánh lên, mình đánh đều lên phải không, thức ăn nó có cái trùng quế các bạn, có mùi tanh trùng quế nó hút thức ăn, nó hút hết trơn rồi, mình đánh đều thôi, còn hồi mình quét bạch cho nó ăn. Bây giờ mình quay tạm ngưng chỗ này nha, mình quay cho các bạn coi chỗ này nha, thức ăn của mình đánh nè, để mình lấy cái cây đánh mới được. Đây cái cây đánh của mình đây, tại vì mình làm này mình cũng làm biến lấy cái muỗng các bạn ơi, mình làm đại vậy luôn đi nè, mình đánh căng nè các bạn đó. Nãy các bạn coi thức ăn đó, giờ mình đánh nè, phải không? Mình một tay quay, một tay mình đánh cho các bạn coi nha. Mình sợ nó đổ quá, mình để dưới ra, mình để dưới này đi. Nè, trùng quế đông lạnh này, hiện tại giờ 15-20 phút. Nó gã ra vậy nè các bạn. Nó mềm rồi nè. Rồi thức ăn của mình, nãy có mình có nói hồi ngâm một chút xíu nước đó các bạn. Để cho nó mau nở á, nó mau nở thức ăn cho mình á. Lúc đó mình cái đầu mình cho cái trùng quế này mình đánh lên chút xíu. Nói chung là mình mà bỏ nước ít cho thức ăn, nói chung là mình cầm nhúm thức ăn á, mình nhúng nước một cái mình bỏ ra. Khoảng 5 phút sau là thức ăn mình nó nở ra rồi. Trùng quế nó có nước rồi đó các bạn. Thì các bạn việc đánh lên vậy thôi cho mình là được. Mệt quá các bạn ơi. Ây da. Làm gì cũng phải có đam mê các bạn ơi nè. Giờ mình đánh á, mình đang trộn thức ăn nè, thay vì mình lấy cái muỗng mình chơi cái ống 90 ống 34 nè các bạn, ống 34 có nắp mà mình chơi vậy luôn nè các bạn thấy không, làm đại ba đồ quỷ này chơi đi đó. Rồi xong mình rửa thôi có gì đâu, quan trọng là mình giữ sạch sẽ vệ sinh ngày trong thức ăn này, mình có quy déo rồi đó, men tiêu hóa C hết, mình cho thêm 2 cục muối cục ở đây nữa là được, 2 cục hoặc 3 cục muối cục để nó sát khuẩn đường ruột, cái chỗ mang tiêu quá nó cũng sát khuẩn đường ruột rồi, nhưng mà mình có muối thêm chút xíu nữa sẽ hay hơn, mình theo mình là mình suy nghĩ, mình nghĩ vậy đó. Có một số anh em nó bỏ tỏi nè, bỏ cái có mua dịch tỏi các bạn, trong mấy cái chai tỏi mà bán trên Shopee sang đỏ cũng có nữa,
Rồi số người mình chơi tỏi sống của mình đâm nhuyễn lấy nước cốt cũng có nữa. Rồi số người cho thêm một miếng rượu nữa các bạn. Mình thấy mỗi người làm ở cách, mình thấy muối cục là muối biển các bạn, mình thấy nó hiệu quả mà mình thấy nó hay hơn, mình chia sẻ luôn các bạn vậy đó. Nhờ cái hiện tại là cái thức ăn của mình đã đánh nhuyễn rồi đó, mình chỉ quay về lại cho các bạn coi nha. Đó, nãy mình nói rồi đó nè, xê nè ha các bạn. Rồi này nè ha, em ăn tiêu quá 20.000 bịch này, 20.000 bịch này ra ngay chỗ mà bán thức ăn cho gà, cho vịt, cho cá đó. Cô ơi, bán cho con bịch C, vitamin C nuôi lươn, cho con bịch men tiêu hóa cho lươn ăn nó tiêu, là hai người ta lấy hai bịch này cho mình. À, mình nhân tay ngang luôn các bạn. Thôi giờ mình mời các bạn làm miếng xài nữa coi, mệt quá. Đây. Đó, mình cứ gắt là mình tưới phun sương lên trên này thôi. Không cần cho không cần cho nhiều đâu. Mình phun sương nhẹ nhẹ thôi. Rồi mình đâu. Để 15 20 phút cho mình để thức ăn của mình đó. Thức ăn của mình đó. Thức ăn của mình nở hết trơn rồi nè, thấy không? Nó nở hết rồi nha. Các bạn đánh đều cho mình đánh. Các bạn đánh đều cho mình á. Cái thức ăn của mình đánh đều cho mình á. Giống như đánh bông lan nha các bạn. Đánh đều cho mình. Càng đều càng tốt. Tại vì con lươn nó ăn á. Nó có mùi tanh nó ăn. Không có mùi tanh là nó kén không có ăn rồi các bạn. Mình chia sẻ. Bây giờ mình dục đây đi các bạn ơi. Bỏ nóc nhà đỡ đi, mệt quá. Tại vì mình không có chỗ để. Rồi dục ra. Mình quay lại mà cái hồ mình đang xả nước. Nãy giờ xả nước, nãy giờ chưa được cái gì hết các bạn. Đó. Mình qua mình đập cái vợt các bạn ơi. Nãy giờ mình sạch nước, cái vợt nó rớt. Mình đi qua mình lầm. Mệt quá. Làm cái vợt các bạn ơi nè. Cái hồ mình nuôi nè. Nó mưa xuống nè, đó. Lý do là coi tại sao có nắng. Có nắng nó sẽ diệt khuẩn rất là nhiều. Mình nuôi bất cứ con gì cũng phải có ánh nắng mặt trời. Nửa nắng nửa mát cho mình. Các bạn coi những cái hồ nuôi dưa nuôi lươn đẻ của một số anh em trang trại lớn đó, nó nuôi toàn là ngoài trời không á các bạn thấy không? Mình nuôi lươn thương phẩm mà lươn ngoài trời không cần biết đó. Thì các bạn cứ suy nghĩ cho mình đi. Có nắng thì nó có nắng là nó lội xuống nước là nó sẽ diệt khuẩn một phần 30-40%, và một phần mình xử lý nữa nó đỡ.